Cặp đôi sao nhí phim Chúng Ta của 8 năm sau, Cherry An Nhiên 6 tuổi đời mà có tới gần 5 năm tuổi nghề. Chu Diệp Anh thành công ở cả màn điện ảnh lẫn truyền hình, liên tục chạy show, danh dự được số tiền lớn. Chu Diệp Anh sinh năm 2011 đến từ Hà Nội, là một trong những sao nhí đình đám hiện nay. Bước chân vào làng nghệ thuật từ khi mới 5 tuổi, đến nay Diệp Anh đã có trong tay hơn 10 vai diễn lớn nhỏ. Diệp Anh khiến dân tình chú ý khi xuất hiện trong Thương Ngày Nắng Về với vai diễn Vân Trang lúc nhỏ. Dù chỉ xuất hiện trong 4 tập đầu của Thương Ngày Nắng Về, nhưng Diệp Anh đã để lại dấu ấn riêng. Trước đó, Chu Diệp Anh từng vào vai bé Cami trong Hướng Dương Ngược Nắng và vai bé Mây, con gái của vợ chồng Mạnh Trường, Thu Quỳnh trong phim truyền hình Ngược Chiều Nước Mắt. Ngoài phim truyền hình, Diệp Anh còn đóng một số phim điện ảnh như Ông Ngoại Tuổi 30, Yêu Em, Anh Chạm Vào Đâu và Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con. Bên cạnh đó, cô bé cũng thường xuyên nhận lời mời làm mẫu ảnh, người mẫu cho một số nhãn hàng nổi tiếng. Bé Cherry An Nhiên sinh năm 2017, có bố là công an, mẹ là giáo viên. An Nhiên bén duyên với nghệ thuật từ năm 2 tuổi. Cô bé xuất hiện lần đầu trong phim Hương Vị Tình Thân với vai Khánh Thi lúc nhỏ, phiên bản trưởng thành do diễn viên Thu Quỳnh đảm nhận. Cherry An Nhiên gây ấn tượng với vẻ đáng yêu, dù chỉ đóng cho một phân đoạn ngắn. Sau Hương Vị Tình Thân, diễn viên nhí tiếp tục góp mặt trong các phim giờ vàng khác như Thương Ngày Nắng Về, Đừng Làm Mẹ Cáu. Mới đây nhất, cô bé sẽ trở lại trong Chúng Ta của 8 năm sau. Cherry An Nhiên và Chu Diệp Anh là hai diễn viên nhí chạm ngõ nghệ thuật từ rất sớm, được nhiều đạo diễn để mắt khi liên tục xuất hiện trên sóng giờ vàng VTV. Do đó, rất nhiều khán giả kỳ vọng hai cô bé sẽ tỏa sáng hơn và trở thành thế hệ diễn viên tiềm năng trong tương lai. Các bạn hãy follow kênh để cập nhật những tin tức mới nhất về giải trí và người nổi tiếng nhé!